Phản đối việc cộng cướp đất của dân. Phản đối việc cộng cướp đất của dân. Phản đối việc cộng cướp đất của dân. Phản đối việc cộng bắt anh Trịnh Bá Phương. Phản đối việc cộng bắt anh Trịnh Bá Phương. Phản đối việc cộng bắt Trịnh Bá Phương. Dạ. TV256 nãy giờ bị bận đó, thành ra không có đưa cái biểu ngữ lên được. Mà đã biết tin rằng là anh Trịnh Bá Phương đã được thả rồi. Đã được thả rồi. Thành ra cũng rất là vui. Và TV thấy là những đề nghị của bà con ở Đồng Tâm đó, những đề nghị của bà con Đồng Tâm là rất là tốt. Là những người bà con đó, những người dân ngoan để mà đổi đất đó, thì mình thấy bây giờ cái điều kiện của họ là rằng là đòi hỏi phải có những cái của những người đại sứ quán, những người đại sứ quán của các quốc gia mà